Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Scary Hobby Store, Eclipse, Dawn, Lush, Play, Sucker. Ok. Đây là một ông bác sĩ bị bệnh. Ok. Oh my god. Đây nào. Yeah. Wow. Let's go. Rửa ông ta, cháu rửa ông ta trong này. Để mình rửa xem. Oh my god. Ở đây có một cái gì đó. Sau đó thì các bạn lại phải đi tìm tiếp, tìm cách để thoát khỏi đây. Để chịu chịu quá. Oh my god. Cửa đây mở ra rồi. Wow, rất là đông. Đông bệnh nhân bị nhiễm. Rất là sợ luôn. Đó, các bạn cứ như thế, sau đó thì tìm cách để thoát ra khỏi đây. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang một tựa game 3. Yeah. Đầu tiên. Oh my god. Wow. Sách thứ hai. Thank you.
Oh my gosh. Quyển sách thứ 3. Cụ giờ. Đây như là một mê cung luôn. Oh my god. Đó, các bạn cứ đi xung quanh và tìm tất cả là 8 quyển sách là các bạn hoàn thành được và thoát được khỏi cái mê cung này, một mê cung rất là kinh khủng. Rồi, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ ba, Granny Chapter 2. Let's go. One day. Ok, mở cánh cửa ra nào. Xem đây có gì không? Không có gì. I see you. Oh my gosh. Mình đi sát mép mà vẫn bị bà ta bắt mất. Ok, chú đây. Trước mắt phải lấy một khẩu súng này đã. Có gì xử lý ngay. Ông ta đây rồi. Thank you.
mình sẽ tháo nước ở cống này ra. Ở trong cái nước này thì có một con quái thủy quái rất là kinh khủng và rất là dữ, cho nên các bạn phải tháo ra, nếu không thì các bạn sẽ bị nó ăn thịt mất. Rồi, ok, mình sẽ nạp một rồi chạy thôi. Oh my god, thôi nguội rồi. Mình vừa đổi. Không sao, ok. Xem dưới đây có giúp không. Đây rồi. Tiếp tục còn một thứ ở trong này, mình cần phải mở ra. Phải xuống đấy kia tiếp. Ông ta là chiếc camera. Oh my god. Wow. Vì thế mình phải tiêu diệt bà ta luôn thì nó mình mới thoát ra được. So ok, bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ tư. Slender Villa The School. Let's go. Không có gì. Tiếp tục vào phòng này nào.
Let's go. Món thứ hai, tất cả các bạn phải tìm 6 cái này, à 8 cái này. Sau đó thì các bạn sẽ lắp vào ổ điện. Lúc đó thì cánh cửa kia sẽ hoạt động và các bạn sẽ mở ra và chạy thoát ra khỏi nơi này. Các bạn phải tìm tất cả các phòng. Đi xung quanh và tìm tất cả 8 món đồ. Sau đó các bạn lại đi sang phòng khác xem như thế nào. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Scary here. See you here. Let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Granny Chapter 1 Developer. Okay, let's go. Không hiểu sao bà ta xuống rất là nhanh.
Ok, lên trên này là một bình ga. Thôi chết rồi. Bà ta đặt bẫy quá chuẩn luôn. Mình không để ý cái bẫy này. Oh my god. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang từ cái tiếp theo. Let's go. Follow the block trail. Biết ở đâu. Ngôi nhà này không biết có gì không. Nhìn cánh cửa như vậy nó biết là không vào được rồi. Vệt đen. Đây là mặt trăng. Wow. Đây là một cái gì đó. Tức là mình phải bảo kê anh chàng này. Oh my god. Oh my god. Đi rồi. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. See you here. Oh, tức là mình phải đến đó và bảo kê anh chàng kia thoát khỏi đàn sói. Sumo. Cái gì đó? Một chiếc máy ảnh. Ở xin ở hia này rất là to.
kẹt ở đây rồi. Chết rồi, mình bị kẹt chỗ này. Tìm lối thoát thôi. Rồi. Rất là tối, rất khó nhìn. Oh my gosh. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.